Alo, anh Cam. Quên nhở, cô kia là giúp việc giùm tôi. Con Sullivan tập thứ 3 vẫn sử dụng câu yêu thì không gì cũng thể. Bởi vì yêu thì không gì cũng thể, cho nên mới yêu thì không gì cũng thể. Cho nên cũng yêu thì không gì cũng thể. Đúng rồi, không sai đâu. Cứ dùng yêu thì không gì cũng thể. Cô nhớ rồi chứ? À còn nữa, không cần mua cà phê cho tôi lại uống đây. Được, bye bye. Khác biệt lớn nhất giữa 40 tuổi và 18 tuổi đó là bạn sẽ không giống như 18 tuổi vậy. Vì một thời điểm, bất chấp đoạn đường đằng trước có đi được hay là không, cũng giống như là bị mù vậy, cứ cắm đầu mà lao vào. 40 tuổi là cho dù bạn rất muốn bước tới, cũng ở thời điểm đó nghĩ ra một dạng lý do kêu bản thân đừng nên bước tới. Tôi không còn là 18 tuổi nữa, cho nên tôi nghĩ ra một dạng lý do không để bản thân vì một thời điểm nên bước tới. Một thời điểm không phải trên hết. Tôi quyết định theo đuổi thời gian biểu của một người đàn ông 40 tuổi. Muốn một ly cà phê, đi làm mới là trên hết. Với sự tham gia của các diễn viên Trần Hào, Hồ Hạnh Nhi, Mạch Trường Thanh, Tuyết Ni, Mã Hải Luân, Diêu Tử Linh, Giảng Ngộ Hoa, Châu Thông cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất Trần Diệu Toàn, diễn viên Lồng Tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Ý Nhi, Khánh Văn, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Huệ Phụng. Kỹ thuật âm tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Bước Cùng Em, tập 1. Ai có thể nói cho tôi biết thực ra bây giờ chúng ta đang đợi cái gì không? Thiên thần sao rồi? Thiên thần đang sa sút. Đợi tới bao giờ chứ? Xin lỗi nha cô Diêu, có thể đợi thêm một lát không? Không đợi nữa, nói đi. Thiên thần đã sa sút rồi. Lần này là phần thứ 3 của Yêu Thì Không Gì Không Thể. Chủ đề của phần thứ 3 là gì? Chủ đề là Yêu Thì Không Gì Không Thể. Thiên thần đã chết. À, xin lỗi tôi tới trễ. Chào cô Diêu, Trâm Ngôn Trọng. Phần thứ 3 vẫn là câu đó. Tôi muốn cái mới. Không, yêu thì không gì không thể là một niềm tin. Nó không cũ cũng không thay đổi. Trên đời này không có gì là không thay đổi được. Có những chuyện không thể nào. Nhưng mà cô có biết thật ra lúc nào thiên thần cũng ở bên cạnh cô không? Cô không có cô đơn một mình. Thật ra bấy lâu thiên thần luôn ở bên cạnh cô. Chẳng qua mọi người không biết đó thôi. Bởi vì thiên thần không thể nói chuyện, không thể nắm lấy tay của cô.
không thể nói cho người ta biết rằng thật ra bấy lâu nó luôn ở bên cạnh mọi người. Mọi người tưởng đâu từ nay chỉ còn một mình mà thôi. Làm chuyện gì cũng chỉ một thân một mình. Không ai bước đến bên cạnh cô, không ai ở bên cạnh cô. Bởi vì cô không biết, cho nên cô cảm thấy rất là cô đơn, cho nên cô không có cười. Nhưng mà thiên thần rất là muốn cô cười. Thiên thần không cần biết gì hết, rõ ràng không thể bước đến bên cạnh cô. Rõ ràng không thể nói chuyện cùng với cô, thiên thần cũng nói chuyện với cô. Rõ ràng thiên thần không thể nắm lấy tay của cô, thiên thần cũng bước tới nắm tay của cô. Rõ ràng thiên thần có thể ở trên trời là một thiên thần vui vẻ, thiên thần muốn cô cười. Thiên thần lựa chọn không cần mãi mãi. Cũng bởi vì yêu thì không gì không thể, còn cười mới là mãi mãi. Yêu thì không gì không thể. Cô Diêm, cô cảm thấy sao? Yêu không phải không gì không thể, Cam Ngôn Trọng. Xin lỗi Bianca. Cam Ngôn Trọng, anh không thể tìm em 3 năm rồi. 3 năm trước em đi, anh không hề đuổi theo em. Bây giờ em đi, anh lại đuổi theo em, là bởi vì em là khách hàng của anh, em là cô Diêu, em là một giám đốc điều hành sáng tạo GL Cam Ngôn Trọng. Yêu thì không gì không thể đã chiến thắng hai kỳ quảng cáo hay nhất rồi. Việc không quá tam. Cam Ngôn Trọng đã nói không gì là không thể, thua cũng không phải không thể. Ai nói được là 2 năm đang bình yên thì chắc chắn có thể vượt qua năm thứ 3. Thật ra sáng nay anh nghe thư ký nói, cô nói người tới nghe trình bày ngoại trừ ông Lăng và ông Lạc còn có một người tên là cô Diêu, anh đã biết ngay là sẽ thua rồi. Nếu lúc nãy người nói 6 chữ yêu thì không gì không thể không phải là anh, Cam Ngôn Trọng sẽ tiếp tục chiến thắng. 3 ngày, em cho anh thời hạn 3 ngày thôi, anh sẽ trình bày lại ý tưởng mới cho em. Đến lúc đó em sẽ không nghe được những gì em không muốn nghe. Anh nói xong rồi chứ? Chuyện thì nói xong rồi đó cô Diêu. Bây giờ không phải giám đốc sáng tạo của JL nói chuyện với tổng giám đốc của Stephanie, bây giờ là Cam Ngôn Trọng nói chuyện với BNK. Cười là có thể mãi mãi. Nếu lúc trước người em gặp không phải anh. Nghĩ xong tức làm sao? Bỏ thiên thần này hay là bỏ câu yêu thì không gì không thể? Vậy thì còn tùy sếp của anh có thuyết phục được cô Diêu hay không thôi. Mọi người không nghe anh Cam nói gì sao? Yêu thì không gì là không thể là cái khung. Thắng là thắng ở chỗ cái khung vững chắc. Trong cái khung đó là gà hay vịt thì bay lên trời hay là lặn xuống biển cũng sẽ thắng mà thôi. Thắng là thắng ở 6 chữ này. Nếu không nhờ 6 chữ này sẽ không thắng hết lần này tới lần khác. Nếu năm nay không có 6 chữ này, không chừng anh Cam sẽ thua. Thua bởi vì cô bé dầu ô liu đó đó. Nè Nguyễn Nguyễn à, cô đừng có nên chuyện gì cũng ôm hết vào người nghe. Tôi làm gì có tư cách ôm vào người chứ? Nếu tôi có bản lĩnh để ôm vào người sẽ không cần làm cho thiên thần sống dở chết dở. Liên quan gì cô chứ? Trước giờ đều do anh Cam mở đầu cho cô mà. Lần này kẻ thất bại không phải là cô đâu, mà chính là thiên thần này. Thiên thần đó thật ra rất là bình thường, sao lại mít lòng cô gái đó vậy? Ý nè, về rồi. Nè anh Cam đâu? Chúng tôi thì thấy ảnh, nhưng mà hình như ảnh không có thấy chúng tôi á. Thường nghĩ cô Diêu mới gọi điện tới, nó cứ tiến hành ý tưởng đó. Hả? Chết đi cũng có thể sống lại sao? Anh Cam đúng là tài giỏi. Tất cả nghe đây, ý tưởng thông qua, phải lập tức làm bản mẫu ngay. Thiên Lam Airlines và Jackson Beauty đang chờ tôi. Tôi không rảnh lo cho mọi người đâu. Mua ly trà sữa giùm tôi, kêu căng tin hâm nóng lại. Với lại lấy giùm tôi gói thuốc bao tử trên bàn đó. Cô uống ly sữa, uống thuốc bao tử, tốt cho cô đó. Bộ cô đau bao tử hả? Cô uống ly sữa, uống thuốc bao tử, tốt cho cô đó. Đau bao tử không cần làm sao? Làm gì kì? Có cần dán mắt nhìn vậy không? Bộ đẹp đính như vậy sao? Nè, trả lời em đi. Má của rất nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta đi Nam Phi, hột xoàn nhiều đến nỗi gì em ngắm dài dài, ngắm đến phát chán. Hột xoàn mà, làm sao cảm thấy chán chứ? Chà, đẹp quá. Đây là bộ sưu tập Yêu thì không gì không thể mới nhất của chúng tôi. Trong này còn rất nhiều sản phẩm mới nhất nữa. Vào trong từ từ chọn đi. Thật ra bạn không phải cô đơn một mình, lúc nào thiên thần cũng ở bên bạn. Tại bạn thật sự đó, chị ngắm hộp xoàn sao? Lúc nào thiên thần cũng ở bên bạn, chẳng qua bạn không biết thôi. Thiên thần rất muốn nhìn thấy bạn cười. Thiên thần từ bỏ mãi mãi cũng vì nụ cười của bạn thôi. Bởi vì cười chính là mãi mãi.
Nếu như người anh gặp không phải là em, lúc nào cũng ở bên bạn. Anh hai, chẳng qua bạn không biết. Anh thương của anh nè. Thiên thần rất muốn thấy bạn cười. Thiên thần từ bỏ mãi mãi cũng vì nụ cười của bạn thôi. Bởi vì cười mới là mãi mãi. Ông Trang ạ, cả tiếng đồng hồ rồi ông lại tuyên thệ nữa sao? Con biết rồi, không thấy cổ tới đây lương cả cơm cũng nuốt không trôi đúng không? Mau ăn cơm đi. Bà đi đâu chứ? Đừng bỏ rơi tôi một mình mà. Mau đi, mau về đây với tôi đi. Thiên thần từ bỏ mãi mãi cũng vì nụ cười của bạn. Alo ba. Quyện hả? Bà thấy Yêu thì không gì không thể của con trình chiếu rồi. Quảng cáo đó nhiều người khen lắm. Con của bà giỏi thiệt. Mẫu quảng cáo đó không phải là của con đâu. Thật ra bạn không phải cô đơn một mình. Lúc nào thiên thần cũng ở bên bạn. Chẳng qua là bạn không biết thôi. Đang nói ta đó. Thiên thần rất muốn nhìn thấy bạn cười. Đang nói người đó. Thiên thần từ bỏ mãi mãi cũng vì nụ cười của bạn. Bởi vì cười chính là mãi mãi. Yêu thì không gì không thể. Xem bạn. Bạn tên gì vậy? Có thể chơi với mình không? Nó tên là Đạo Sinh. Có phải lúc nãy em sợ vào nó không? Phải đó. Sao nó không đếm xỉ tới em? Có phải nó không thích em? Nó không phải là không thích em, mà nó đang làm việc thôi. Nó đang làm chuyện gì chứ? Nó đang vui với chị đó. Yêu. Xin chào quý ông quý bà. Chào mừng đón chuyến bay của chúng tôi. Chuyến bay của chúng tôi sẽ bay từ Hồng Kông tới Bắc Kinh. Thời gian chuyến bay độ khoảng 3 tiếng. Thời tiết tại Bắc Kinh độ khoảng từ 10 đến 18 độ. Đoạn phim của em đã biến thành Yêu thì không gì không thể rồi. Tiểu Đạo Sinh không nhắc em hay sao? Anh sắp bay rồi. Em và Tiểu Đạo Sinh nhất định phải cẩn thận nghe chưa? Chuyến bay của chúng tôi đang chuẩn bị cất cánh. Cảm ơn quý khách. Anh bay đi. Tới nơi anh gọi cho em. Chào cô. Tặng cho cô nè. Hả? Yêu thì không gì không thể. Cô mang nó về nhà đi. Cảm ơn. Thân thoại. Alo. Có phải cô Tống Thiên Tông không? Tôi đi. Chúng tôi gọi tới từ văn phòng làm việc của Dream Power. Muốn báo cho cô biết buổi phỏng vấn của cô đã vượt qua rồi. Tháng sau cô có thể đi làm. Thật sao? Nếu không có vấn đề gì, ngày 10 tháng sau chúng ta gặp lại nha. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Wow. Đạo Sinh, ta tìm được việc làm rồi. Ta có thể đi làm rồi. Ta có thể giống như người bình thường rồi. Đạo Sinh. Vé máy bay đi tiệp khác 6 giờ sáng mai. Tôi làm thủ tục trên mạng cho anh rồi. Anh đi sao? Nếu không ngày mai làm sao bay? Tôi chỉ còn lại có 18 tiếng thôi. Còn tới 3 việc chưa nè, các bạn. Ba câu, một phút thôi. Bạn đánh giá của các đồng nghiệp bên ngoài. Nếu anh thật sự không có thời gian lo, tôi gọi cho phòng nhân sự quản lại giùm anh. Vậy chứ chẳng phải giao hết cho cô rồi sao? Còn thiếu nhóm thiên thần. Phải, đừng có quản nữa. Nếu quản nữa sẽ không kịp chi hoa hồng nữa đâu. Được rồi, trước giờ tăng ca giao luôn cho cô. Em còn thiếu anh một thứ. Hả? Bản đánh giá. Xin lỗi. Còn thiếu bình luận chưa ghi? Tất cả đều xuất sắc. À, nếu em thật sự cảm thấy tất cả họ đều xuất sắc, không lý nào không ghi được bình luận. Học lại cách làm hành chính đi. Ghi lại tất cả cho anh. Chưa đi. Một giờ rưỡi rồi.
Chừng nào anh mới đi chứ. Ôi, gọi thức ăn khuya đi. Chạm dây thì bản thân không tan ca, làm cho cả thế giới cũng không được nghỉ ngơi. Một giờ mấy rồi sao chưa dậy vậy? Đừng có làm nữa gì, nghỉ đi. 5 phút sau chở dưới nhà, tôi chở mọi người về. Nè, gọi anh nó thức dậy đi. Dạ. Nè. Đi, anh Cáp. Sao chỉ có mình anh vậy, mọi người đâu? Đám tranh đó là vậy mà. Lần nào cũng là trước khi đi. Là chuyện này, là chuyện kia, rồi là chậm chạp quá trời. Hôm sau lên xe đi. Chúng ta đi ăn lẩu gà, mau lên. Cậu Bi đứng ở một chỗ cũng ngủ gục rồi. Cậu Don thì nói ăn khuya dễ mập. Anh Cam à, hình như sáng ngày mai anh bay sớm mà. Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi có được không? Mặc kệ đám ông trời con đó đi, để tôi đợi bọn họ. Cùng họ đón taxi về được rồi, ngủ sớm đi. Bye bye. Nè, gọi xe chưa? Gọi rồi. Ăn gì đi? Lẩu gà đi. Đi. Má đang ở đâu vậy? Đang làm chuyện gì? Sáng mai con bay rồi. Nếu không tìm được con thì nhắn tin cho con đi. Lúc con đi vắng, một mình má phải cẩn thận đó. Ô đi. Uống đi. Rót thêm đi. Nè xin lỗi nha, tới hơi trễ. Nói nhiều quá à, chúng ta là bạn thân mà. Nè, uống, đừng nói nhiều nữa, uống. Nè anh bạn, làm chai bia đi. Khoan đã, chờ bạn thân của tôi tới cái đã. Rồi, tôi có gọi món ếch sao? Không gọi món ếch, vậy cái này là cái gì? Nè. Bỏ ăn đi, chờ anh đó, tôi đã ăn nhiều lắm rồi. Nè, mau lên. Ngồi ăn lẩu, uống vài ly, nói nhóc suốt đêm, suốt đời là bạn. Nè cậu không cần phải sợ như vậy. Cậu không giọng nó không cắn cậu đâu. Cậu sợ cái gì chứ? Cái gì chứ, tại tôi chưa no thôi. Tôi muốn kiếm cái gì đó nhờ. Ủa. Từ đâu chưa nói rồi, 7 giờ thì về đi. Mọi người lại nói sợ anh ta quay lại. Chúng ta không đi, anh ta thật sự quay lại ngay. Nè, bữa nay đúng ra phải mời Kevin ăn cơm đó. Tại sao vậy, baby? Ấy à, nếu không nhờ anh cản anh lại, chúng ta vừa phải ngồi xe của ảnh nè, lại phải ngồi ăn chung với anh ta nữa. Nếu bây giờ anh ta ngồi ở đây á, chắc chắn cả cái bàn im lặng ngay. Dù là lần nào anh bước vô, tất cả mọi người liền im lặng ngay. Thấy cô đau bao tử hả thì kêu cô uống sữa uống thuốc vô. Nè, nếu tốt á, đã kêu cô về nhà nghỉ ngơi rồi đúng không? Thì đó, rõ ràng cô nghĩ ra thiên thần đó mà. Nhưng lại nói bằng miệng của anh ta, nên biến thành của anh ta. Chuồng gà đó do anh dựng lên. Anh đúng là nói nghe hay hơn mà. Chỉ có ảnh mới được thôi. Phải đó, anh giỏi thiệt nha. Xu thế của yêu thì không gì không thể mạnh mẽ như vậy. Tôi nghĩ năm nay lại đoạt giải nữa rồi. Chết rồi, anh đã coi cả công ty là của ảnh rồi. Nếu ảnh lại nhận giải, vậy chúng ta chết càng nhanh hơn. Cho dù chúng ta được người ta mời đi, cô nghĩ ảnh có đếm xỉa không? Thật ra tôi cũng làm cả năm rồi, ảnh còn chưa gọi được tên của tôi nữa. Tên của tất cả chúng ta rất là tầm thường. Hay ảnh ghi bản đánh giá chúng ta được chấm điểm rất tầm thường. Đương nhiên rồi, cả công ty chỉ có một mình Cam Ngôn Trọng là xuất sắc thôi. Vấn đề tán gái chứ gì. Nè, chủ của chúng ta là nữ, mà cô Diêu cũng là nữ. Là người nữ từng có ý, nếu không có cần gì né tránh. Yêu, không phải là không gì không thể,
Cam Ngôn Trọng. Nhìn sơ đã biết hai người đó có vấn đề rồi. Nhưng mà hôm đó anh đuổi theo xuống dưới, người nữ đó liền trở lên không có gì. Cái đó chính là xuất sắc đó. Cam xuất sắc đi suốt 3 ngày, có nghĩa là chúng ta có thể làm người bình thường 3 ngày rồi. Đừng tan sở rồi. Bởi mới nói bản thân anh ta không tan sở nên không cho bất cứ ai được tan sở. Bản thân ảnh không có cuộc sống nên bắt người ta không có cuộc sống theo ảnh luôn. Cô không sao chứ? Không chịu ăn cũng không nói chuyện nữa. Tôi bỏ quên thuốc bao tử ở công ty, tôi tới tiệm để mua. Ây, mấy người làm ơn bớt nói chút xíu đi. Nói Cam Ngôn Trọng tệ hại nghiêm trọng vậy, làm cho bao tử của Nguyễn Quyển đau tận tim rồi. Sư phụ người ta mà. Lúc trước thôi, lúc dùng ngày chứ gì, siêu thần tượng nữa đó. Cũng may á, tôi không có thần tượng thôi. Cạn ly, cạn ly, thần tượng. Alo, cái cô hả? Phải, anh đã về rồi. Anh làm xong công việc sẽ mau chóng tới chỗ em ngay. Alo, má hả? Tụi con đã về rồi. Alo, Hoa Hoa. Bây giờ đang chuẩn bị xuống máy bay nè. Hôm nay có Hoa không? Má đã tới Hồng Kông rồi. Anh chỉ giữ lại người này là được. Chuyện này anh giao hết cho em giải quyết. Sau vụ việc này em sẽ là giám đốc nghệ thuật. Em không được đâu, em chưa được đâu. Anh chàng suốt ngày thích ở lại qua đêm tên là gì? Tên Berna. À đúng rồi, tên gì cũng được. Tóm lại nếu làm được cứ việc thăng chức. Mặc kệ cô ta làm đủ một năm hay chưa, cho dù làm 10 năm cũng được. Nếu như không được tôi cũng sẽ để cho cô ta đi. Nguyễn Quyển, em phải nhớ, những người có thể ở lại chỉ dùng để chiến đấu với em. Em biết chọn rồi chứ? Tóm lại em là người tuyển dụng, cũng như em biết sử dụng họ được hay không là do em quyết định. Cũng như anh nói em làm được thì em làm được. Anh cho em thời gian 3 ngày. Đau bao tử hả? Nè, uống ly sữa, uống viên thuốc vô. Em sẽ đỡ hơn, đến lúc đó sẽ biết cách làm ngay. Xong rồi ra ngoài đi. Gặp cô xong rồi. Sao hả? Có phải tới lượt chúng tôi không? Gặp ai trong chúng tôi trước vậy? Phải đó. Không có, anh không có nói gì hết. Anh chỉ nói sau lễ trao giải sẽ ăn mừng với mọi người. Hả? Anh cô ăn mừng sao? Anh muốn gì chứ? Tức là chừng nào mới nói chuyện với chúng tôi đây? Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Tất cả mọi người ở ra cũng là người trong nhóm của ảnh. Luôn cả mọi người ảnh cũng không gặp. Vậy còn chúng tôi... Nè, qua đây đi. Ủa, Cam Ngôn Trọng, tới rồi sao? Năm nay 3L chỉ có một phim thôi, tôi tưởng đâu anh sẽ không tới chứ. Anh bận lắm hả? Cũng phải, bận cũng phải phân nặng nhẹ chứ. Chuyện gì quan trọng thì làm chuyện đó trước. Tôi gọi cho má tôi cái đã. Ê. Ê. Ê trời, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp. Gấp máy cũng phải nghe điện thoại chứ. Alo. Ở đâu, đang làm gì? Có phải chuyến 9 giờ tối nay hay không? Tới sân bay chưa? Cái gì chứ? Ngày mai má con mới bay mà. À, có nghe tin nhắn của con hay không? Nghe hết rồi. Sao vẫn chưa thấy con vậy? Sắp nhìn thấy con rồi, chờ điện thoại của con đi, vậy đi. À. Hả, con của chị á, hễ nhận giải thì tặng cho chị căn nhà. Chị nghĩ lần này nó có được nhận giải không? Nhận được giải lại tặng căn nhà nào cho chị đây? Nghiêm Trọng, má Nghiêm Trọng, má Nghiêm Trọng ơi, thành công rồi. Thành công rồi má ơi. Chuyện gì vậy? Từ nay bé Nghiêm Trọng đạt giải, cùng tới đạt má Nghiêm Trọng đạt giải. Từ nay bé Nghiêm Trọng nhận được một giải nhất, sẽ tặng cho má Nghiêm Trọng một căn nhà. Má Nghiêm Trọng tặng cho má nè. Sau đây là thời điểm căng thẳng nhất trong đêm nay. Thật ra mẫu quảng cáo truyền hình xuất sắc nhất của 10 giải thưởng quảng cáo truyền hình Hồng Kông năm 2014 thuộc về ai đây? Yêu thì không gì không thể ba. Đ-
Thật ra bạn không phải cô đơn một mình. Lúc nào thiên thần cũng ở bên bạn, tại bạn không biết thôi. Thiên thần rất muốn nhìn thấy bạn cười. Thiên thần từ bỏ mãi mãi cũng vì nụ cười của bạn. Bởi vì cười chính là mãi mãi. Yêu thì không gì không thể. Sau đây chúng ta cùng mời giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo Triel, anh Cam Ngôn Trọng bước lên nhận giải. Nè lên đi, có phần của em mà. Lên đi, đi mau lên, mau lên chờ em đó. Nhanh lên, người ta đang chờ kìa. Nè, làm gì đứng lên hết vậy, ngồi xuống đi. Để chúng tôi đi nhận được rồi, đi thôi. Chúc mừng anh có thời gian một phút. Mời. Thật ra có lẽ không cần tới một phút đâu. Trước tiên, tối nay không chỉ một mình tôi vui mừng, tôi đặc biệt cảm ơn cô bé trong đoạn phim quảng cáo dầu ô liu của La Mèn Quân. Bởi vì thật sự rất dễ thương, rất thu hút, làm tôi coi đến cảm thấy nổi da gà. Bởi mới nói, con người mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có được người tài, có được người giỏi, có người giúp được mình, giải thưởng mãi mãi nằm trong tay mình, cũng như tôi hiện giờ vậy. Cảm ơn. Được người tài, được người giỏi, ảnh đang nói bản thân của ảnh đó. Cái này chính là xuất sắc đó. Mình là đồ bỏ thôi. Bao tử vẫn chưa khỏi sao? Vẫn như vậy thôi. Tặng cho em nè, em tới công ty, sau này bày trong phòng của mình. Giải thưởng đó của xuất sắc mà, không liên quan chúng tôi đâu, không tới nữa. Sao họ chưa tới vậy? Sao trễ quá vậy? Chúng ta chụp hình xong rồi, phỏng vấn cũng xong rồi, luôn cả người cũng tới rồi, bọn họ vẫn còn chưa tới. Em thử điện cho họ coi họ đi tới đâu rồi. Không cần gọi nữa, họ không tới đâu. Sao lại không tới? Đã hẹn trước rồi mà. Gọi cho họ thử coi, coi họ đi tới đâu rồi. Em đã nói với họ rồi sao? Em không giữ người cho anh, em cũng không giúp anh giết người. Em chỉ biết em không muốn biến thành anh thôi. Biến thành anh thì sẽ giống như anh vậy. Không ai dám ngồi chung xe với anh, không ai dám ngồi ăn chung với anh. Chỉ cần anh lên tiếng, cả thế giới đều im lặng. Biến thành anh thì sẽ mất hết tất cả bạn bè, bọn họ cười với anh. Anh cảm thấy đó là thật sao? Vậy thì em đừng nên kết bạn ở trong công ty. Khi chủ đứng của em thay đổi, tất cả mọi thứ xung quanh cũng sẽ thay đổi. Nguyễn Nguyễn à, em phải ghi nhớ, vị trí con người không bao giờ mãi mãi cũng như vậy. Nó biết cử động, sau khi em bước tới một vị trí nào đó, tất cả những người xung quanh em đều không phải là bạn của em nữa, mà chỉ là đồng nghiệp làm việc cho em. Câu chuyện của thiên thần không phải tất cả đều do anh tự nghĩ. Cuối cùng anh nói giùm em một câu mới là tốt nhất. Anh nói cười chính là mãi mãi. Nhưng thì ra anh chỉ nói như một câu chuyện thôi. Thì ra Cam Ngôn Trọng của bây giờ phải có giá trị mới biết cười. Cho dù bây giờ anh cười với em, em cũng cảm thấy giả dối lắm. Lúc trước em đã vì anh, em mới thích sáng tạo, em mới yêu thích cái nghề này. Em nghe người ta nói, người ta nói em là đệ tử của anh, em đã mừng đến phát điên lên. Lúc nào em cũng mong giống như anh, ngày nào em cũng hy vọng tài giỏi, tài giỏi như sư phụ vậy. Nhưng bây giờ em vì anh, em đã vì anh nên em muốn đi. Bởi vì em rất sợ, em rất sợ một ngày nào đó em sẽ giống như anh vậy. Yêu thì không gì không thể. Đằng sau còn một ghế. Ngay giây phút này, bạn luôn hy vọng. Bác anh làm ơn mở cửa, tôi nghĩ tôi không đi nữa. Cảm ơn. Khờ quá. Người ta không phải không thích ngươi đâu, không thích xe buýt này thôi. Yeah.
Em bên trái có đạo sinh, bên phải có anh. Có mọi người mãi mãi ở bên em, bước đi cùng em. Giỏi lắm. Chơi đi. Sao hả? Lần này tặng cho bác ăn nhà nào đây? Lát nữa má sẽ biết thôi. À, lần này con hát bài gì đoạt giải vậy? Bước đi cùng em. Hiểu không? Má nghiêm trọng, con nghiêm trọng của má, đặc biệt hát cho má nghe đó. Nghiêm trọng vậy sao? Giọng hát khàn tiếng của con cũng đoạt được giải sao? Nè, ca hát không phải dựa vào giọng hát mà phải dựa vào phong cách. Mẹ trời ơi, con hát cái không đâu ra đâu mà cũng đoạt được giải vậy. Cái gì chứ, ai cũng nghe đến giống như má vậy, cười đến lăn lộn. Không phải con đoạt giải thì là ai đoạt giải chứ? Xong rồi, ăn cơm đi. Không cần sủa nữa, có nghĩa là không biết tại sao thôi. Chính là cảnh này. Sau khi nói xong câu ốc tút kê, chính là bài hát này, chính là cảnh này nè. Cô gái đó chỉ còn lại một mình. Cô quay lại con đường mà họ thường đi. Đi một hồi, cô đã thật sự gặp lại ảnh. Người nam đó không nói chuyện, không bước tới chỗ cô gái, nhưng mà đã bắt đầu rơi nước mắt. Cô gái đó đã nhìn người nam này khóc, cô cũng khóc. Người nam đó nhìn cô gái đó khóc, lại cảm thấy bản thân đã làm cô gái khóc. Anh ta cũng khóc, khóc đến nỗi không thể ngừng lại. Nước mắt cứ chảy mãi, cứ chảy mãi. Ta không nhìn thấy, nhưng cũng muốn khóc lắm. Chắc chắn là cảnh này. Cái gì chứ? Ta có lên Weibo coi tình tiết rồi. Cả thế giới đều đang bàn tán, kế thừa mọi người. Có một cảnh anh thấy em khóc, anh cũng khóc. Chắc chắn là cảnh này.
không phải sao? Vậy thì cảnh nào chứ? Ở tập nào chứ? Ngươi cho ta chút gợi ý đi. Nè, ôi, ngươi ăn no liền bỏ mặt ta phải không? Hả? Ê trời, chà, cũng may không ở ngoài đường á, nếu không thì đúng là ốc túc khê thiệt. Gọi. Sao hả đỗ sinh lớn? Bắc Kinh. Phải rồi, em sao rồi, ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Lại là một người một chó hai đồ hộp sao? Trời, em nhiệt tình lắm. Nè, anh coi đoạn phim em gửi cho anh chưa vậy? Nhìn thấy rồi. Anh thấy đạo sinh nhỏ càng lúc càng rành đường. Anh thấy nó lên xe buýt với em. Anh thấy cả hai càng lúc càng hợp với nhau. Còn nhìn thấy ba lô của em căn phòng nữa kìa. Sao hả, vừa tìm được việc làm hay sao? Liền thừa cơ đi mua sắm đúng không? Tháng sau đi làm hồi sinh đó. Em có mua luôn phần của anh rồi. Nè Tống Thiên Tông, em lại coi phim trùng gì đó sao? Lại mới mua sao? Lại làm món quà hồi sinh sao? Em biết người ta trùng cái gì hay sao? Kế thừa mọi người mà. Cả thế giới đều bàn tán đó. Đương nhiên phải mở ra coi rồi. Tuy em không biết họ kế thừa cái gì, với lại làm sao kế thừa. Người bên phải của em lại đi vắng rồi. Nè em mau tắt đi, mở lại bộ phim cũ mà đạo sinh nhỏ thích coi nhất đó. Còn bộ phim không biết kế thừa cái gì đó, em đợi anh trở về, ngồi kế bên của em. Coi với em, kể cho em nghe. Sao? Cũng được. Nè, kem dưỡng môi em mua cho anh á, anh đã xài hết chưa? Anh có nhớ đặt ly nước ở đầu giường hay không? Bắc Kinh hanh khô, thoa bao nhiêu kem dưỡng môi, đặt bao nhiêu ly nước cũng vô ích mà thôi. Nhưng mà em yên tâm đi, anh bắt đầu đã quen rồi. Anh ở ngoài đường sao? Còn bạn công việc hả? À phải, anh xuống tầng dưới của công ty ăn chút đồ thôi. Tối nay không được về rồi nè. Nè anh không được ngủ, em ngủ luôn phần của anh đi nghe. Còn nữa nè, nói với đạo sinh nhỏ giùm anh, kêu nó canh chừng Tống Thiên Tông giùm anh. Đang canh nè. Anh mau đi ăn đi. Ừ thôi được. Nè ngủ sớm đi, ngủ ngon. Bye bye. Ngủ ngon. Nhận cuộc gọi. Phải tin. Đạo sinh nhỏ và Tống Thiên Tùng ủng hộ anh. Cố lên, cố lên. Phải tin. Đạo sinh nhỏ và Tống Thiên Tùng ủng hộ anh. Cố lên, cố lên. Sao giải thưởng này dính đồ dơ vậy? Trời, không phải giải thưởng dính đồ dơ mà là đôi mắt của nè, chị. Em thử nói đi. Nó đã về rồi. Con của chị có về đâu? Rõ ràng nó đã về mà. Nó là vậy mà. Sao em nói con của chị vậy chứ? Trời ơi, chị cầm giải thưởng của nó nhìn tới nhìn lui cũng dính đồ em dơ còn nói rồi nữa. Mau đi ngủ đi, nhiều chuyện.
Rõ ràng là một giải thưởng. Một căn nhà mà. Vậy căn nhà của mình đâu? Anh nói cười là mãi mãi. Nhưng thì ra anh thật sự nói như kể chuyện vậy thôi. Thì ra căn môn trọng của bây giờ phải có giá trị mới biết cười. Cho dù bây giờ anh cười với em, em cũng cảm thấy giả lắm. Cậu à, cậu uống nữa có phải không? Phải rồi, hôm nay bên ngoài không có chó, khuya rồi sao không về đi? Nè, sao hả? Về nhà ngủ sao? Làm việc